Chào mọi người, quay lại kênh Cần Câu Nhật Bản của mình. Hôm nay tiếp tục phần 3 nha mọi người. Phần 3 đó, bạn cần câu nha. Thì có hai con quỷ này. Thì như hai video trước á, thì mình cũng đã nói rõ với mọi người nghe rồi. Thì cứ mua một cần câu trị giá 200 ngàn thì mình sẽ tặng một cần câu ở bên đây. Hôm nay có được 15 cái cần câu tặng. Mua 400 ngàn mình tặng hai cái, 600 ngàn mình tặng ba cái, và tất nhiên là 300 ngàn thì đừng yêu cầu mình tặng một cái rưỡi nha. Đó. Rồi, bây giờ sẽ đó, 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 đó. Bây giờ thì mình sẽ quay sơ qua cho mọi người xem những cái cân tặng này, rồi mọi người mua xong là thích cái nào thì cứ đọc số, rồi mình sẽ gửi luôn cho mọi người nhé. Cái số 1 rồi đọc, ok. Cái này thì mình chỉ được qua nhánh thôi nha mọi người. Số 2 bọc cao su đây, dán keo vào đây. Sao lại có cái đọt ở đấy không biết, sao có cái đầu bú ở đấy mình hiểu, chắc là người ta gắn vào thêm đó. Số 2, số 3, số 3 đọt ok, số 3 đọt ok, số 4 cuộn băng keo vào đây. 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 Đó, ok. Số 5. Đó, ok. Số 6. Số 6 là một cái cân mini. Gì đây? À, cái này hình như là FT. Ở nơi FT đúng rồi. Cái này thì bị mất cái đọt. Mất cái đọt chỉ còn ngang đây thôi. Còn phần này thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 giống. 6 giống như thế này. Con khá là đẹp nha mọi người. Nó đẹp tê. Trượt. Số 6. Số 7. Số 7. Đọt cũng ok luôn. Vươn ra xíu thử xem. Rồi, đọt ok. Số 8. Hai khúc bạch vàng khuyên lên ốc xoắn, khuyên này gãy đây này, gãy khuyên này rồi, đầu bù này còn không gầm cần câu, bước ra bước hai điều anh đây đọt ok. Số 9, số 10, cân 3 khúc bát vặn, cái đọt bị gãy đây, đọt bị gãy đây nha mọi người, đây gãy đọt 3 khúc. 11, 2 khúc này, cái này thì mất cái đầu bú rồi, rớt cái đầu bú rồi, cái này bị nhả hàn đây. Mười hai, mười hai, mười hai không có đọt, mười hai không có đọt nhé. Đây, mười hai không có đọt. Cái này về làm chỉ cần cực trống thì đẹp. 12, 13, 13 đọt ok, 14, 14 đây, 14,
gãy cái đọt ở đây đó. Có bạc thôi. Fuji F7. Ryobi 14. 15. Gì đây? Đọt ok. Rồi. Mình sẽ dành thời gian ra khoảng 30 giây để mọi người xem lại những cái cân này nhé. Đến theo từ từ, ai muốn lấy cái nào thì mình sẽ gửi cái đó nhé. Rồi, 30 giây, bắt đầu. À, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mình sẽ tăng tới khi nào hết cân thì thôi nha mọi người. Ai muốn trước thì được. Giờ này cũng khá là khuya rồi. Khá khuya rồi, mình cũng hơi mệt nên chắc là mình không có nói nhiều. Mọi người cố gắng theo dõi rồi mua ủng hộ mình nha. Rồi, một cây cân lưu. Một cây cân lưu. Một khúc thế này thôi. Đó. Từ trước tới sau thế này thôi. Bạt là cái cân này cân hiểu gì đây? Hiểu gì đây cũng biết nữa. Mình sẽ cho mọi người xem thông số ở đây. Đây. Thông số đây. Ok. Đó, cái cân này cân carbon nha mọi người. Cân này carbon. Đó. Khuyên này. Khuyên tất cả đều có đã hết 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Chị người khuyên bạch vạn. Cái này thì nặng 120g, đọt 22, dài 1,8. Ok. Đây, cầm thế này. Đó. Cái này cái số 1. Số 1 mình bán 350. 1 350. Số 2, một cái cần rút. Còn cái nắp ở đây luôn. Quá đẹp. Cái này thì nặng 230g, đọt 0.9, vừa ra 4,2 mà thu vào chỉ có 41 cent thôi. Đây, các dòng ở phía trong đây nha mọi người. Mọi người xem nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 giống nha mọi người. 15 giống. Đây. Đây người ta giống kiểu là xanh xui như hạt cát á. Cũng hay. Đó. Cân này thì hình như KT Kanto. Cái cân này là Kanto nha mọi người. Kanto cũng là một thương hiệu nội địa Nhật rất là nổi tiếng ở thị trường Nhật. Đó. Tất cả những cái nào mà mình không nói là chất liệu gì thì mặc định là fip nha mọi người. Gầm giấy, gầm cân, biết hai đứa. Đây. Mặc tiền là fib nha mọi người. Cái này cái số 2. Mình bán 250, 250. Số 3. Số 3 là một cây cân mini dài 21. 5 đoạn. 5 khúc. Đây, cái này nặng 120g.
Kiên. Kiên đi chỗ khác. Không có cái wifi đó. Kiên. Mọi người thông cảm nhé. Đây. Nặng 120 gram. Đọt 21. Đọt 21, dài 21, thu về 56 cm. Đó. Đây, đọt đây. Nó có 4 khuyên. 4 khuyên đá nha mọi người. Bốn khuyên đá. Đó. Cái này hơi rỉ, cái này về vệ sinh là được. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Đó, 5 khúc. Bạn thêm bạch vằn. Đó, bạch vằn nhá. Ok. Rồi. Cái này cái số 3, mình bán 170 nha. 3 170 4. Mọi người thông cảm cho mình nói nhanh một xíu nhá. Chứ cũng khuya quá rồi. 4 là một cái cân của ai đây? Suzumi. Cân này thì cân carbon này. Đây. Cái này là nặng 280 g, đọt 1,6. Vươn ra là 5,3, thu về 114 cm. Đây. Đọt số 1. Cái này thì mất cái đầu bú rồi nha mọi người. Đây. Mất cái đầu bú mất rồi. Đó. Mọi người thấy chưa? Đó nhá. Đó. Rồi. Khuyên thì ở đấy con 1 2 3 4 5 khuyên. 5 khuyên. Ok, khuyên đều có đã hết inox sáng bóng, không gì sẽ chết, chỉ mất cái đầu thôi. Một này, hai này, ba này, bốn, năm, sáu. Đó. Đọt số 1 thì tương ứng với cân 2H. Đây. Đây. Bát. Bát thì bát Fuji EB6 trượt. Bát con rất là mới. Cân Suzumi cũng con rất là mới. Cái này thì vì bị mất cái đầu bu nên mình bán rẻ lại. Bình thường cái này mình sẽ bán 6 hoặc 700. Còn bây giờ cái này mình bán 400 nha mọi người. Ôi chết cha, 400 có rẻ quá không? 500 đây. Thôi ok, mình bỏ 400 đây. Cây số 4. 400 ngàn. Đã chơi chơi tới luôn. 400 con được tặng hai cân bên kia nữa. Quá hơi luôn. Mình chỉ tặng tới khi hết cân thôi nha mọi người. Hết cân rồi thì con cân ở đâu nữa mà tặng. Rồi, 4. 5. 5 là một cái cân, cân này mình gọi là cân ông nội đây. 4 khúc. 4 khúc chất liệu phíp nha mọi người. Cái này á thì nặng 1 kỳ 2. Nặng 1 kỳ 2. Đọt 24. Vươn ra 6 mét. Thu vào là 158 cm. Đó. Khuyên của nó thì đây. Khuyên toàn bộ là khuyên inox. Đây, inox sẵn đây. Đấy. Đây. Đủ đô hết cho mọi người. Xuống đây. Cân này cân của NFT này. Này,
khuyên này vốn dĩ của nó là khuyên không có đá, người ta làm cái đường 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 trơn cho cược chạy ở đấy luôn. 1 2 3 4 5 6 6 khuyên, 6 khuyên rồi. Đó. Bạn ra bật vàng. Bật vàng. Cái này thì khá là kén khách. Đây, bật vàng inox nha mọi người. Cái này thì khá là kén khách. Rồi. Đó, mời xem nhé. Bật bật vàng này, bật vàng lớn này. Đó. Cái này, cái số 5 mình bán 500. Năm 500 ngàn. Tiếp nha mọi người. 6. 6 là một cái cân Ryobi carbon. Cân carbon Ryobi nha mọi người. Này. Đọt 1.5. Dài 4,5 m như vậy. Đây, cái này nằm 160 g. Đọt mình đo được là 0.90. Vươn ra 4,5 m, thu vào 105 cm. Đây. Cái này cũng bị mất cái đầu bu. Đó, mất đầu bu này. Còn lại 1, 2, 3, 4, 5. 5 khuyên đá này. 5 khuyên có đá xám nha mọi người. Thì ok, không có vấn đề gì hết. Chỉ mất cái đầu bu thôi. Mọi người xem ngoài hình phía trong. Cái này mình cũng sẽ bán rẻ cho mọi người. Đó, tất cả đều là carbon nha mọi người. Đó. Ryobi này, Hàn Quốc này. Cái này thì bạt của nó là bạt trượt Fuji F6. Đó. Rồi. Cái này là cái số 6. Cái số 6 này thì mình sẽ bán với giá là 350. 350 nhá. Giá đã beo rồi còn tặng thêm cân nữa. 6 350. Rồi, ok. 7 là một cái cân Suzumi 2 khúc. Cực trong, rất là mới. Khuyên này, khuyên đá của nó này, cực trong là khuyên nằm ở phía trong nha mọi người. Rồi, khuyên này, đó, khuyên ở đây này, đó. Cái này là 21, độ cứng là 30. Đó, độ cứng 30 nha. Carbon nha mọi người. Đó, này. Hai carbon Suzumi. Đây. Bạt ở bạt vặn. King, Nick, vô. Nick chưa có vô không? Đây, Suzumi này. Một dòng chữ nhỏ đây. Sử dụng mí nha. Đó. Ok. Đây. Cái này thì mình bán 850 ngàn. Rất là mới, rất là chắc nha mọi người. Cái này thì nặng 340 g. Đọt 2.2. Vừa ra 2.1. Thu vào 1.1. Cái số 7 850 2 khúc. Hàng đẹp.
Rồi. Đây. Số 7 à. 7 này. Số 8. Số 8 cũng là một cái cân carbon. Đây. Đó. Đó. Cái này là của Olympic tướng nha mọi người. Olympic này. Olympic thì quả chất tướng này, khỏi phải bàn. Cái này nặng 180g, đọt 21, vươn ra 3m, thu vào là 112 cm. 112 cm. Đây. Này. Nắm khuyên Fuji. Đây, để người ta quấn cược đồ kéo làm gì đây. 1, 2, 3, 4. 4 khuyên, 5 khuyên, đầu bu N5. Đó, đã xám này. Rồi, mọi người xem ngoại hình các dòng phía trong nha. Ồ, khuyên trượt. Đó, trượt. 2. 3. 3 giống. Đó, carbon hết. Đó. Ngoại hình cái này thì theo mình thấy thì còn khoảng 70%. Đó. Bát là bát trượt. Fuji F6. Rồi. Cái này cái số 8. Mình bán 550. Số 8 550. Ok. Số 9 là một cái cần rút khá là to. Cái này thì nặng 600g, đọt là đọt mảnh 0.80, vừa ra 7m, thu vào là 89 cm. Đây, đọt đây. Một giọng này. Hai giọng này. Ba giọng này. 4. 5. 6. 7. 8. 9 giọng nha mọi người. 9 giọng. Đó, chỉnh giống. Ok. Rồi, cây này là cây số 9. Mình bán 300. Thôi bán 250 đi. 270. Số 9. 206 đây. Rồi, ok. Rồi, đây có một cái cân một đốt này. Đó. Đó. Cái này nặng 120g. Đọt 1.2, dài 1.4. 1.4 xem nè, à 1.4. Đúng rồi. Đó. Này. Khuyên, khuyên của nó là khuyên Fuji hết nha mọi người. Đó. Khuyên Fuji đã xám hết. Đó, đầu bu cũng là đã sẵn luôn này. Bát. Bát này bát trượt Fuji. Fuji set. Fuji set không ghi là sai bao nhiêu hết. Đó. Cái này thì mình thấy là khoảng F6. Fuji set. Đó. Rồi. Cái này thì mình bán 200 nha mọi người. 200 nhá. Cái số 10, 200. 200 là được tặng một cái cân rồi đó. Ngon. 200. Rồi, 11 là một cái cân rút của Daiwa. Cái này thì nặng 120g, đọt 0.9, vươn ra 36, thu về 112 cm. Đọt này. Cái này ngoài hình mình thấy con
khoảng trên 80%. Hai giống, ba giống, bốn giống. Ok. Ngoài hình mình thấy con khoảng trên 80%. Đó. Đây qua này. À, chỗ này bị mất cái nút ở phía dưới rồi. Mất nút ở phía dưới rồi. Cái này là cái số 9, 10, 11. 11, 17, 108. Thôi, 107 đi. Ok, 107. Đây qua. Rồi. Một cái cần rút nữa. Cái này còn rất là mới. Ngoài hình trên 90%. Cái này nặng 120g. Đọt 111, vươn ra 36, thu vào 1m. Đọt đây. Cái này còn rất là mới, ngoài hình trên 90% nha mọi người. Đó. Ở đây được làm nhãm cho cơm khỏi bị tuột này. Rồi. Ok. Cây này cây số 12. 12 cây này mình bán 200. 200 là được tặng một cái cân nữa. Ồ, rẻ. Mười ba. Mọi người mua nhanh kể hết nha. Hết cân tặng là mình không có tặng nữa. Một cây carbon sẵn X. Cái carbon xoắn. Cân này á được một cái mọi người biết sao? Cân NFT. Cân đã cân carbon mà con NFT nữa thì thôi. Khỏi hỏi đồ đỉnh của nó nữa. Mà người chủ trước của cái cân này á, người ta cũng chịu chơi nữa. Đập đi xe lại luôn. Vừa ý người ta. Đây. Khuyên hai khuyên tròn này. Một khuyên, hai khuyên, ba khuyên, bốn khuyên, năm khuyên, sáu khuyên. 6 khuyến đều là khuyến đá xám. Ok. Đó. Bát là bát vạn Fuji. Bát vạn Fuji. Japan U-Pack. Fuji FPS22. Đây, bát vạn NFT này mọi người. NFT thì nó điện Nhật rồi. Đó. Tới đấy á, người chủ cái cân này người ta chịu chơi chỗ này này. Đây vẫn đang là khuyên tròn. Này mới để mình khuyên 1, 2, 3, 4, 5, 6 khuyên, 7 khuyên, 8 khuyên, 9 khuyên, 10 khuyên, 11, 12, 13 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Đây vẫn đang khuyên tròn đúng không? Đây vẫn đang khuyên tròn. Đây khuyên tròn. Đây, ông chủ trước của cái cân này á, ông đập hết cái phần này. Ông chơi lại luôn. Đây chơi 4 cái khuyên xịn. Chơi 4 cái khuyên xịn. Đầu bú này. 3 cái khuyên khuyên bầu dục. Đó. À, chịu chơi cái cửa đỏ chứ. Cân carbon đắt tiền mà dám chơi thế này đây. Mà đúng rồi, ông đồ những cái khuyên này tao khuyên xịn thật. Này. Cân này cân 3 khúc nha mọi người. Cân 3 khúc. Độ cứng. Độ cứng cái này khoảng 30. Độ cứng 30. Cái này này mình đã đọc thông số cho mọi người chứ nhỉ. Để mình đọc lại thông số nha. Cái này nặng 280g. Đọt 2,5. Vươn ra 33. Thu vào 116cm. Ồ, oh, đây nó ghi là độ cứng 40 này. Đây nó ghi là độ cứng 40 nha mọi người. Hàn Quốc, độ cứng 40. Dài 33. Mà mình đó chỉ được, à đúng 33 thôi. Carbon. Hai quay tí carbon. Này, carbon trống này. Nick, đi đâu khác?
Đó. Đó. Đây. Cái cân 3 khúc này. Cái này cái số bao nhiêu rồi đây? 12. 13. 13. 13 này mình bán 850 ngàn. Thôi, 800 ngàn cho nó máu. 800. 14. 14. Một cái cân rút, cái này còn xấu hơn cái quà tặng nữa. Phiên ẩn. Đây. Cái này để cho anh những anh nào mua cái cân 100 hoặc 108 á, mua kèm theo để được tăng cân. Đó, một giống. 2 3 4 4 giống. Đó. Cái cân này cân đây quá. Đây quá nha mọi người. Cái này thì nặng 120 g, đọt 0.90, vươn ra 3m1, thu vào 86 cm. Đây. Bát là bát FK FS5. Đó. Bát trượt thì nó không rỉ. Đây. Đây qua. Khuyên. Khuyên thì cái này khuyên ẩn mình nói rồi. Còn những cái khuyên này á thì coi như bỏ, bể với mất đá mình coi như bỏ luôn. Cái này mình bán 100 ngàn nha mọi người. Số 14 100. 14 100. Mọi người mua về để cân trắng. Mười lăm, một cái cần, cần đột tháp, cần đột tháp. Cái này là cái cần ba khúc. Đó, cái cần ba khúc để xem hiểu gì nè. Mình thấy nó ghi hiểu gì hết. Mình thấy ghi hiểu gì? Những cái cân mà mình nói chất liệu thì mặc đi nó fit nha mọi người. Cái này nặng 560 g, đọt 37, vươn ra 39, thu về 1m38, 138 cm. Đồ cứng. Đồ cứng 30 trở lên. Đây, đồ cứng 30 trở lên. Khuyên. Này. Đồ bu đá. Đá. Cân này cậu cầm mập đây. Đá này. Đá xám nha mọi người. Cái này hình như bị bung người ta buộc lại thì vậy. Không. Cái này hình như người ta cố tình thay. Vì người ta thay cái này nhỏ hơn này. Cố tình thay á. Rồi. Đây. Đây tiếp tới là cái một khuyên cãi là khuyên gập. Khuyên gập nhá. À, khuyên gập này cũng được đồ lại này. Đồ lại khuyên gập cho nó đẹp này. Cho nó tiền này. Rồi, à, đây Made in Korea Hàn Quốc. Đọt tháp chưa được. Đây, à Olympic. Chết mày về tao. Olympic nhá. Cần Olympic thì ngon rồi. Đây. Bạt trượt Fuji FS7. Làm gân. Đó. Phần này là nhựa cứng. Cái này cũng là fit nha mọi người. À, nó miên man ghê quá. Cái này một phần vừa giới thiệu vừa giống kiểu mình ngồi chia sẻ nói chuyện với nhau để mọi người biết rõ hơn được cái cân. Thì mọi người mua sẽ dễ hơn. Thì cũng nói hơi lâu, mọi người thông cảm nhá. Mình thấy mình cũng muốn nhanh mà nghĩ lắm. 14, 15. Cái này mình bán 400. 450. Thôi 400 luôn. Dịch giặc. Olympic. Rồi. Một cái cân 3 khúc cược trong. Cái này chắc Suzumi nữa quá. Đâu rồi. Hiểu đâu rồi. Ủa.
không thấy nó ghi hiệu gì. Cân này thì mình nghĩ là cân Suzumi. Cái màu này chắc là Suzumi nha mọi người. Đây, mình đọc thông số cái này nặng 340g, đọt 2,5 lít, vừa ra 36, thu về 125 sen. Đây, độ cứng 30. Đó, rồi, khuyên. Cho mình đánh nhanh chứng nhé. Khuyên đá. Ok. Khuyên ở đây, khuyên đá. Khuyên này, khuyên đá. Khuyên đá luôn nha. Ok. Đó, bát. Bát là bát Fuji. Bát Fuji DPS. Bát vạn. Đó. Ok. Tay cầm sộp cứng, rất là nhẹ. Ồ. Nãy mình đọc độ cứng 30 là sai rồi. Nó ghi rõ ràng đây này. Độ cứng 50, dài 36. Hay gì thì nó cứng vậy. Độ cứng 50, đúng thật, cứng thật. Mà mình dám nói thêm sợ mọi người là mình nói chung là mình mà không thấy thông số thì mình chỉ dám nói bớt ra thôi, không dám nói đây. Độ cứng 50, cứng. Đó. Rồi, cái cân này. Đợi chút nhá, quấn nó lại cái này. Quấn nó lại cái nó lạc mất. mười sáu, cái này mình bán 900, cân cực trống. Cân này thì chắc chắn là cân cực bón rồi. Cực trống á là cực đời mới, à, cân đời mới. 16. Rồi đời mới này chỉ có carbon thôi nha mọi người. 16 900. 900 rẻ quá trời. Thôi bán 900 này. Ok. 17. Olympic 38. Cái này fit nặng 180g. À, đọt 1,1, mình đo được 36, thu về 85 sen. Đây. Rồi mất cái phần đầu ở phía trên rồi. Đó, một giống. Bọc cái nóc này. Quả ghê. 2 3 4 5 5 giống. Khuyên đi nóc xoắn. Đây, cái số 17 này mình bán 120 nha mọi người. 17 120. Ok. 18 là một cái cân cân rút mà chơi rất là xịn sò luôn. Cái đầu bọc này bằng đồng luôn này mọi người. Đây, đồng luôn này. Chơi ghê không? Đó. Cái này có hiệu gì đây? Không thấy ghi hiệu. Rồi, tem đây mà mất rồi. Cái này thì nặng 580g, đọt 2 ly. Vươn ra 6m, thu về là 148 cm. Đây, đọt 2 ly còn nguyên. Một giống. Hai giống. Những cái này đều hình như đều được bọc đông mỏng ấy cho mọi người. Hai. Ba giống. Bốn. Đây, đều được bọc cái gì ấy, giống đông á. Năm giống nha mọi người. Mình không hiểu vì sao người ta bọc đông. Cái này cũng chất liệu fit nhá, mà không phải inox. Đó, fit. Rồi, cái này cái số 18. 18 này mình bán 350 nha mọi người. 18.
350. Mười chín này, cái cuối cùng này, mình đã cái gì đây? Một cái cần rút hai đọt này, một đọt một tươi, một đọt 0.7. đó, cái này nặng 100 gram, bao gồm cả hai đọt, vươn ra 36, thu vào là 102 cent. Cái này hình như người ta có đồ lại đọt này. Đồ lại đọt làm lại phần chân này. Chân đọt này. Xem ở trong này có đồ lại không. Fit nha mọi người. Cái này con rất là mới. Ngoại hình trên 90%. Đây. Cái này cũng đồ lại đọt thôi. Làm lại phần chân luôn. Hay. Đây. Đọt này đọt 1 ly. Đọt vừa rồi đọt 0.7. Cái này có 2 đọt. Đây, tiếp nha mọi người. Ngoài hình còn trên 90% á. Có sao nói gì. À, đọt. Đọt thì cả 2 đọt đều còn nguyên. À. Rồi, mình cho mọi người xem ngoài hình phía trong luôn nha. Một dòng. Hai giống, ba giống, bốn giống, con rất là mới. Bốn giống. Đây, mình có sao mình nói vậy thôi. Đây có cái tem made in China này. China thì mình cứ để China thôi. Đáng lẽ mình bóc cái này ra thì đâu ai biết China đâu. Thôi kệ nó. China nói China. Ok. Rồi. Cái này mấy bạn 220 nha mọi người. 220. Cái số 19 kết thúc video này. 220. Đó, mình bán 200 mà nó 2 cái đọt, mình bán thêm 20 ngàn. Rồi, cái gì cũng rõ ràng vậy thôi. Cho tặng biểu bán. Cái gì ra cái đó. À, rồi, thế này kết thúc video ngày hôm nay nha mọi người. Ai mua hàng thì cứ liên hệ mình là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng. Còn cái phần mà giới thiệu mà mua cân được tặng cân á, thì mình có nói ở trước video đó nha mọi người. Mình có nói ở trước video á. Cứ một đơn hàng 200 ngàn tặng một cái cân, 400 ngàn tặng 2 cái cân, 600 ngàn tặng 3 cái cân, 800 tặng 4 cái, tặng tới khi nào hết 15 cái cân tặng thì thôi, không cần tặng nữa. Ok, cảm ơn mọi người nhiều.